Cô gái đứng trước cửa mải mê nhảy nhót, quay top top và pha hớt tay trên của hai thanh niên chạy xe máy vụt qua. Trào lưu quay top top đang rất phổ biến và để quay được một video thu hút nhiều lượt xem thì không phải ai cũng biết. Để có được những clip dù chỉ vài chục giây nhưng được nhiều tương tác, lượt thả tim thì các TikToker phải đầu tư khá nhiều, từ các động tác nhảy múa điêu luyện, góc máy trang phục đến phong nền bắt mắt thu hút. Thế nhưng chính sự đầu tư đó đã dẫn đến một pha tai nạn mất của khá hy hữu. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô gái bị cướp giật điện thoại trong chớp mắt khiến nhiều người xôn xao. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy một cô gái đang đặt điện thoại sát lề đường, còn bản thân đứng cách đó khoảng hơn 1 mét để quay clip. Tuy nhiên trong khi cô gái đang uốn éo thực hiện các động tác nhảy dễ thương thì bất ngờ có hai thanh niên chạy ngang qua. Những tưởng chỉ là những người qua đường, thế nhưng đối tượng ngồi sau bất ngờ nhoài người tóm luôn chân máy đang gắn điện thoại và chiếc xe phóng về phía trước. Chưa kịp định hình sự việc, thấy chiếc điện thoại bị cướp đi, cô gái chỉ biết mất hồn đứng sững tại chỗ. Lúc này, người đàn ông được cho là người thân của cô gái đang ngồi gần đó bấm điện thoại, vội vàng đứng dậy, xách theo chiếc ghế nhựa toàn đuổi theo. Thế nhưng hai đối tượng đã phóng xe chạy mất dạng. Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao và không ít người cho rằng cô gái đã có phần hớ hênh khi để tài sản giá trị ngay cạnh đường, tạo sơ hở cho các đối tượng cướp giật có cơ hội ra tay. Thêm vào đó, dân mạng cho rằng đây cũng sẽ là bài học cho cô gái trẻ, dù có chạy theo xu hướng nhưng cũng cần lựa chọn địa điểm cho an toàn, tránh mất mát tài sản. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị nhất nhé!